cảm ơn các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi Plants vs Zombies tiếp tục. Ok, xem đây. Để xem. Có một số màn thì mình chán quá nên mình vượt qua luôn cho nó lẹ. Không biết cái này nó phát triển chưa. What? Ê, trong cái ở đâu? What the hell?100.
Amwin. Phí tiền nhưng mà ok, đỡ hơn để ông này ăn thịt về. Mình thấy não có gì ngon đâu ăn trời, nhưng mà đối với zombie thì hơi ngon này. Thank you.
tốn tiền bao nhiêu mà cũng được nhiều kim cương. À, không khó lắm. What? What the heck?
phí tiền quá à. Thôi kệ đi, thà để 50 kim cương cũng kiếm được tiền. Giờ nãy mình đấu thì trời được 50 kim cương. Boomerang. Mình nghĩ sẽ đặt hai hàng Bisuster cho nó mạnh tí. Không đủ không mày. What? No. I am the Bisuster. Bisuster. Một cái cây, yeah. Nhìn nó đơn giản. Các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.